Trả lời câu hỏi của phóng viên VTC tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày hôm nay, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, bắt đầu từ 6 giờ sáng mai ngày 21 tháng 9, thành phố Hà Nội sẽ chấm dứt việc kiểm soát dịch theo phân vùng. Hà Nội sẽ không áp dụng giấy đi đường đối với các cá nhân, tổ chức. Sau đây, chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Khiếu Hương để có thêm thông tin cụ thể hơn. Tại cuộc họp báo, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đơn vị này tiếp tục khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. Trước sự cho phép của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc một số dịch vụ được mở cửa trở lại, do vậy đơn vị này đã đề xuất cho phép một số hãng xe công nghệ được hoạt động trở lại với số lượng shipper được giới hạn cũng như thực hiện đầy đủ các quy tắc phòng chống dịch như tiêm vaccine, thực hiện 5K. Cũng tại đây, Công an thành phố Hà Nội cho biết vẫn giữ nguyên số lượng 22 điểm chốt tại cửa ngõ thủ đô. Việc này nhằm kiểm soát người và phương tiện vào thủ đô trên nguyên tắc không cấm người dân vào thủ đô nhưng phải đáp ứng được đầy đủ các nguyên tắc như khai báo, xét nghiệm, đảm bảo nguyên tắc về dịch tễ. Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức các lực lượng tuần tra, kiểm soát trong nội đô do thành phố nới lỏng một số dịch vụ nên lực lượng này không chỉ duy trì an ninh trật tự mà còn xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Tại cuộc họp báo, lãnh đạo thành phố Hà Nội nhận định Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh như phát sinh một số ổ dịch mới. Do vậy, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ nới lỏng thêm một số biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó, mục tiêu số 1 là bảo vệ sức khỏe của người dân, phục hồi sản xuất kinh doanh. Do đó, từ 6 giờ sáng ngày mai, thành phố sẽ không áp dụng quy định phân vùng và không áp dụng giấy đi đường đối với các cá nhân cũng như tổ chức. Bên cạnh đó, việc kiểm soát dịch bệnh sẽ không phát sinh thêm các thủ tục hành chính đối với cá nhân hay doanh nghiệp. Nhấn mạnh, từ ngày mai, Hà Nội sẽ được nới lỏng. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, việc nới lỏng này là áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch dựa trên việc phân tích nguy cơ dịch tễ cũng như sự tham vấn của các nhà khoa học nhằm phát huy được kết quả phòng chống dịch trong thời gian vừa qua. Hà Nội cũng sẽ tiếp tục xem xét các giải pháp phòng chống dịch phù hợp trên tình hình dịch bệnh chung của cả nước cũng như các tỉnh thành tiếp giáp. Trước nguy cơ nội tại, thành phố vẫn còn có thể có các F0 và nguy cơ xâm lấn dịch bệnh từ bên ngoài. Thành phố sẽ tiếp tục đưa ra các chiến lược, đó là chung sống chủ động, an toàn với dịch bệnh. Trên cơ sở tiêm vaccine của người dân chưa đạt độ phủ 70% mũi 2, thực tế thì con số này mới đạt có 12%. Do vậy, thành phố chưa thể trở lại trạng thái hoàn toàn bình thường mới. Do vậy, thành phố kêu gọi người dân tiếp tục chung tay phòng chống dịch. Trên nguyên tắc, phòng chống dịch, tránh tâm lý chủ quan, lơ là. Sau cuộc họp báo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ ban hành chỉ thị cụ thể và sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt. Trong đó, thành phố sẽ giữ nguyên quy định kiểm soát người ra vào thành phố như thời gian vừa qua, còn việc đi lại trong thành phố sẽ được nới lỏng và linh hoạt.